Quốc hội Ukraine chưa đồng ý trả tự do cho bà Tymoshenko, tên tại Kiev. Quốc hội Ukraine đã chưa thông qua được một dự luật cho phép cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko đang bị giam giữ có thể qua Đức chữa bệnh. Chỉ còn 2 tuần nữa để bản hiệp ước tự do mậu dịch được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Vilnius của Lithuania. Ngoại trưởng các nước Liên Âu nói rằng Ukraine chưa đáp ứng được đòi hỏi của Liên Âu là trả tự do cho bà Tymoshenko. Chính phủ các nước Tây Phương cho rằng việc kết án bà Tymoshenko chỉ là vì động cơ chính trị. Ký hiệp ước với Liên Âu sẽ là một bước ngoặt lịch sử, đưa Ukraine nghiêng về phía Tây Phương, thoát khỏi quỹ đạo của Nga. Tổng thống Yanukovych đã nói rằng gia nhập Liên Âu là mục tiêu chính trong chính sách ngoại giao của ông ta, nhưng không chịu ân xá cho đối thủ chính trị, chỉ tuyên bố sẵn sàng ký mọi dự luật của Quốc hội cho phép bà Tymoshenko đi Đức để trị bệnh xương sống. Dự luật đã không được thông qua trong tuần trước. Cuộc họp Quốc hội bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày thứ Sáu sẽ có các đặc sứ Liên Âu tham dự.